Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến trên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho quý hàng bộ ba căn nhà phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Hà Huy Giáp thuộc phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của bộ ba căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn gửi đến quý hàng. Cũng như bộ ba căn nhà này thì đang có diện tích từng căn là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 14m và có một căn cuối cùng là nở hậu 5m và được anh chị chủ nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính cũng như 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và thân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông bắc của khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo phong cách kiến trúc Roma. Phía ngoài thì mình có những lan can được là uốn hoa văn rất là đẹp và những mảng chỉ nổi trang trí cũng như hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và ngoài ra thì mình được anh chị nhà trồng thêm cho mình những mảng cây xanh trang trí cho căn nhà. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà cũng như con đường ở phía trước. Với một con đường rộng lên đến 12m, hai bên có vỉa hè cũng như là khu nhà lầu đồng bộ đường điện âm. Hai bên thì có vỉa hè cũng như cây xanh rất là thoáng mát. Và khu này thì mình có tầm cỡ khoảng độ 50 căn đang được xây dựng cũng như đã xây dựng xong được khoảng độ 50% rồi. Còn lại một số căn nhà thì cũng chuẩn bị sẽ xây dựng. Và hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn nhà cuối cùng để gửi đến chúng chàng với căn nhà nở hậu và có một khoảng sân ở phía trước để cho quý chàng tham quan cũng như lựa chọn. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực bên trong của ba căn nhà để quý chàng tham quan. Với bộ ba căn nhà được thiết kế rất là đẹp và với ba phong cách na ná nhau. Với bộ ba căn nhà thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn nhà cuối cùng, căn nhà nở hậu để gửi đến quý hàng. Với căn nhà được thiết kế phía ngoài sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất kiên cố và được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly. Kế tiếp mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn ở bên trong với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào khu vực bên trong của khu vực gara để xe hơi ở dưới tầng trệt của căn nhà thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 60 1m2, hai bên thì mình được ốp nhựa hoa văn đá cao lên kín tường và phía trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao rất là đẹp. Và đây là khu vực không gian ở dưới tầng trệt của căn nhà, khu vực không gian phòng khách. Và nếu gia đình mình có xe hơi thì mình có thể để ở dưới khu vực ở dưới tầng trệt thì phòng khách mình sẽ rời lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà thì trụ thang tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu của cam xe và lan can thì mình được làm bằng sắt uốn hoa văn rất là đẹp. Và đối diện với lại cầu thang thì mình sẽ có một cái tủ rượu được anh chị nhà đóng sẵn tặng kèm và một cái đồng hồ. Di chuyển vào bên trong thì mình sẽ đến với khu vực không gian phòng bếp căn nhà mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm. Tủ bếp kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ an cường rất là đẹp và mặt đá hoa cương. Phía bên trên thì mình có hệ thống đèn chiếu sáng và không gian phòng bếp thì được cái chiều nhà ốp gạch đá cao lên kín tường rất là sạch sẽ. Và phía sau mình sẽ có một khoảng sân để lấy gió và ánh sáng cũng như một cái giếng trời lấy gió và ánh sáng. Và được cái chiều nhà ốp cho mình có những mảng tường được làm bằng đá tổ ong đá tự nhiên rất là đẹp. Và mình sẽ có một cái nhà vệ sinh ở khu vực này thì chuẩn bị anh chị lắp ráp cho mình thêm một bộ cửa. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian ở dưới tầng trệt của căn nhà để di chuyển lên khu vực không gian phòng khách thứ hai, phòng khách tầng lửng của căn nhà để giới thiệu cho khách hàng cũng như để quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến có hàng đi xem cũng như để quý hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà chỉ với giá 5 tỷ 900 triệu đồng. Còn thương lượng là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp, căn nhà nở hậu lên đến 5m. Và đây là khu vực không gian phòng khách căn nhà
Phía ngoài thì mình sẽ có một bộ cửa kính cường lực 10 ly. Bên trong không gian phòng khách thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa được các anh chị nhà thắm sẵn tặng kèm, kệ để tivi và cửa sổ mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng. Không gian phòng khách thì cũng được anh chị đi sẵn hệ thống máy lạnh, để gia đình mình có nhu cầu lắp ráp máy lạnh thì rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian phòng khách tầng lửng để di chuyển lên khu vực không gian phòng ngủ lầu 1 của căn nhà, thì đến với không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 của căn nhà. Thì khách hàng đang xem video cũng như đang quan tâm đến bộ ba căn nhà đẹp này thì khách hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại liên thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín nói hàng đi xem, chỉ với giá 5 tỷ 900 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh thì khách hàng có thể lựa chọn cho mình ba căn nhà này. Với ba căn nhà được anh chị ở nhà full nội thất tặng kèm rất là đẹp. Đây là không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Mình sẽ có giường, tủ, kệ để tivi, bàn trang điểm, bàn làm việc. Phía trước mình có ban công để ra bên ngoài vui chơi và hóng mát, rất là thoáng và rất là mát. Và với căn nhà được anh chị ở nhà thiết kế cho mình, mỗi phòng ngủ có một cái nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Đây là không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà. Và tiếp tục thì sẽ di chuyển sang không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế có 4 phòng ngủ chính, thì được các anh chị chủ nhà full nội thất 2 phòng và 2 phòng bên trên để anh chị đang để trống. Và nếu gia đình mình có nhu cầu cần làm thêm 2 phòng ở bên trên thì anh chị sẽ làm thêm cho mình 2 phòng ngủ bên trên của căn nhà. Với một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong và chỉ với giá hơn 5 tỷ, quý hàng có thể lựa chọn cho gia đình mình một trong ba căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong, nằm tại trục đường Hào Huy Giáp thuộc phường Thạch Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và trong khu này thì nhà đất Hoàng Tín đang có một số căn nhà muốn giới thiệu đến cho quý hàng, với những căn nhà được thiết kế theo kiểu phong cách tân cổ điển và những căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại. Khu này thì mình có hai hướng, một hướng là hướng Đông Bắc và một hướng là hướng Tây Nam, phù hợp trước hàng lựa chọn cho gia đình cũng như anh em bạn bè một căn nhà ưng ý với hai hướng nhà để cho khách hàng tham quan cũng như lựa chọn. Khu vực lầu 2 thì mình sẽ cũng có hai phòng ngủ chính và hai nhà vệ sinh riêng. Và ở lầu 2 thì anh chị chưa vào nội thất, và nếu gia đình mình có nhu cầu vào nội thất thì anh chị sẽ làm thêm. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, và với bề ngang căn nhà mình lên đến 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 14m. Và riêng căn nhà hôm nay nhà đất Hoàng Tín đang quay video thì là căn nhà cuối cùng. Căn nhà này thì nở hậu lên đến 5m và được anh chị nhà thiết kế rất là đẹp. Với căn nhà cuối cùng thì mình có thể để xe hơi, xe gắn máy ở phía trước căn nhà mình rất là thoải mái, và mình cũng sẽ không sợ bị rầy la cũng như di chuyển lên khu vực bên trên khu vực sân thượng căn nhà. Thì bên trong mình sẽ có một cái phòng thờ được các anh chị nhà thiết kế cho mình, có một bộ cửa 4 cánh để mở ra khoảng sân ở phía trước mình vui chơi và hóng mát. Và đây là bộ ba căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong mà nhà đất Hoàng Tín đã muốn giới thiệu đến cho khách hàng. Và với con đường ở phía trước rộng lên đến 12m, khu phân lô nhà lầu điện âm rất là đẹp, nằm sát với lại trục đường chính đường Hào Huy Giáp, chỉ cách trục đường chính Hào Huy Giáp tầm khoảng độ 100m thôi. Và di chuyển ra khu vực phía sau mình sẽ đến với lại một cái khoảng sân để mình vui chơi hóng mát cũng như phơi đồ, và được anh chị nhà ốp gạch đá cao lên khoảng độ 2m và bên trên cũng được lập mái che chắn rất là kỹ càng, có làm cầu thang đi lên trên mái. Và video nhà đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.